Xin chào cả nhà đã trở lại với USA Tuyệt Đẹp Channel nha. Hôm nay thì hai vợ chồng mình sẽ đi trải nghiệm cái chích vaccine cho cái COVID-19. Thì vợ chồng mình có cái schedule để đi chích hôm nay, chích mũi đầu tiên ở thành phố Irvine, California, mà là bên CVS họ cho mình chích. Thì hai chồng mình hôm nay sẽ đi chích cái mũi đầu tiên. Thì cái thuốc mà hai chồng mình sẽ được chích đó là cái Pfizer. Thì nghe nói cái Pfizer này nó rất là mạnh, và Moderna thì nó rất là mạnh, nhưng mà Johnson thì nó mới ra thôi, thì bây giờ có lẽ là nghe nói có 75% mà. Thì họ cho cái gì mình chích cái đó. Thì bây giờ đại khái như cái thuốc Pfizer này mình sẽ chích thì nghe nói nó cũng effect rất mạnh. Thì để coi, hy vọng là mình không có cái bị side effect hay là bất cứ vấn đề gì. Thì nghe nói giống như cái flu mình chích bình thường thôi. Thì bây giờ hôm nay hai chồng mình sẽ check in rồi làm giấy tờ thủ tục để mình vô mình chích một mũi đầu tiên. Thì mình sẽ có thể quay lại cho cả nhà xem cái hành trình mà hai chồng mình đi chích vaccine nhé. Thì vợ mình thì cũng lo, không biết là chích có bị đau hay không, thì, có bị sốt hay không, thì chắc có lẽ cũng phải có, nhưng mà để coi cái tình hình như thế nào. Thì để vô đó chích rồi có thể quay cho cả nhà xem nhé. Ok. Chắc là cả nhà ơi. Cầm này chuẩn bị vô chích. Thì chích. Hôm nay thì thấy vắng lắm, thành ra có thể chích lại đó. Cái sao mình đóng? Vợ chồng mình là người thứ hai trong cái line. Thì hy vọng là sẽ chích lại đó. Bây giờ phải dặn là đợi mới chích em. Có làm sao? Có làm sao mình cũng đông lắm à. Mình nói mình vô sớm đã. Đúng rồi, là mình có 1 giờ. Những chỗ này là phải đợi nè cả nhà. Trong vòng 15 phút. Mình xếp cái đồng hồ sẵn cho mình chích, đúng 15 phút. Chích xong rồi là phải ra ngoài này đợi ngồi 15 phút để coi nó bị ảnh hưởng gì hay không. Không có nó mới cho mình đi. What's your name? Phương Nguyễn. So đang vô lấy cái thử máu thử check. No, that's what to say. Did you guys check in? Yeah. Okay. Because I have a clear screen. Yeah, me too. We went up on 1, 2. Giờ đang đợi họ lấy cái information của mình ở trong cái check in nha. Ready to go, but she's so afraid of and the needle. Yeah, and then that's why. She's afraid of the needle or afraid of the medication. The needle and both. So. It's still red. Mm-hmm. Okay, got it. All right, you got the green light. Let me check this. 10:28. Cool. Yeah, thank you. I'm 10:19. Oh. Sự giờ đang chuẩn bị để bà xã mình chích nha cả nhà. Cô y tá này rất là nice. Ở trong bên CBS á, thì mình cũng đã được cô y tá chích rồi. Thì, so this is your first dose, right? Yeah. And have you had any adverse reaction to any medication in the past? Just one by one? You can both come if you want. When you did your thing online, what did you write? Because it's showing up in here as a wrong date. Nope. I'm doing 10:20. Who was 10:20? Okay, let's see. What's your name? Let's try something else. Not early. I'm 12:15.
second. You gonna go first? Okay. Awesome. Test the temperature. 97.9. Just no more. No more vaccines. Yeah, thank you. Oh. What do you mean by just no more? The temperature is normal. Temperature. Oh, it's normal. Yes. I thought you said no more. Okay. Yeah, that's normal. Left arm or right arm? Any questions about the vaccine? She's good. Very gentle. She's very good. Sore arm for a little bit. So your appointment is 3:28. When do you? 25. Oh, so that's gonna be the day after. Okay, so you go together. Some people get after the shot. 15 minutes wait. Mm-hmm. Make sure you're happy. I heard the second one is a little bit rough. That's normal too. If you have that, you can take Tylenol. Bây giờ chích cái mũi đầu tiên, coi tán là chích rồi thôi. Mũi đầu tiên, hay cho mình chích cái mũi đầu tiên. Mũi về đi. She's very tender. Don't worry. Everything should be able to be done. We haven't had any You are set. Thank you. Thank you so much. Rồi 15 phút. Rồi 15 phút đó. 15 phút. Thì không có vấn đề gì mình đi. Thấy sao có đau? Rồi cả nhà 15 phút nha. Ok. Chúng ta quy tắc là các đợi 15 phút nha các nhà, vợ mình phải đợi 15 phút nha. Nếu mà không có cái bị khách hay là bị gì hết trơn á, sang người khách hay gì á thì họ cho mình đi nha. Thì thông thường thì 15 phút ngồi ở đây thì để mình relax gì đó, cho thuốc nó thấm nha. 15 phút gần trôi qua, vợ mình vẫn còn ngồi đợi, vợ mình vẫn bình thường. Bà xã mình thấy không có gì, có ê, có đau không, đau cái tay không, bình thường hả? Thì họ bắt mình, họ kỹ, họ bắt mình muốn ngồi đây trong vòng 15 phút sau khi mình chích cái vaccine đó thì coi có bị phản ứng gì không cả nhà. Thì nếu mà không có gì thì họ sẽ cho mình đi, còn nếu mà có trở ngại gì thì họ sẽ giúp mình. Thấy cũng bình thường, ngồi bình thường chứ không có gì hết. Hy vọng 15 phút này vợ mình không có bị ảnh hưởng gì hết. Xong rồi vợ mình đi ra thì bây giờ cảm thấy như thế nào? Ôi, xong rồi đó cả nhà, bình thường không có đau. Ok. Yes, hay chồng mình đi chích ngừa ở bên Ova nha cả nhà. 28 tây tháng 3 giờ quay lại chích mũi thứ hai nha. Mũi thứ hai. Hả? Thôi bây giờ hôm nay là hai cái mũi đầu tiên đã xong rồi. Dạ.
Ok cả nhà, thì bây giờ là hai chồng mình mới vừa chích xong trong cái nhà thuốc CVS của trên Irvine, California. Thì cái tình hình mà chích thì nó cũng không khó khăn gì, nó cũng rất là dễ dàng cho mình chích. Mình có cái hẹn 1 giờ nhưng mà khoảng chừng 15 phút là xong ha. 15 phút là chích xong, nhưng mà nó bắt mình ở thêm 15 phút lại. Sau khi mình chích đó thì nó bắt mình ngồi ở đó để mình chích lại một lần nữa. Ấy, mình nếu mà mình có bị phản ứng gì thì họ sẽ giúp mình. Còn nếu mà trong 15 phút mà không có gì đó, thì mình sẽ ra về. Và cái mũi chích thứ hai là trong vòng 3 tuần. 3 tuần nữa thì sẽ trở lại chích. Đó. Thì đại khái như mình muốn chia sẻ cho cả nhà xem cái hành trình mà vợ chồng mình đi được chích ngừa vaccine COVID-19 như thế nào. Hy vọng tất cả mọi người sẽ được chích sớm để không có lo ngại gì hết, để mà đi đây đi đó được nha cả nhà ha. So, mình xin chào cả nhà, chúc cả nhà một ngày vui vẻ và tươi đẹp. Những gì hay ý đẹp thì mình sẽ chia sẻ cho cả nhà tiếp tục nha. Xin chào. Còn đây mai có đau đớn gì không? Bye bye.